Xin chào anh chị, hôm nay con tự thấy Bình Dương xin hướng dẫn cho anh chị cách cài đặt chế độ lưu tải của đầu CTI 1110. Thì ở chế độ thường á, là khi mà anh chị đặt tải lên rồi anh chị tắt nguồn á, cân nó sẽ không có giữ cái tải. Khi mà mình mở nguồn lên, cân sẽ tự động lấy điểm zero. Cho dù ở trên cân nó có bao nhiêu tải đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ lấy điểm lại điểm zero. Còn anh chị nếu mà muốn mà giữ lại cái tải đó khi mà mình tắt nguồn á, thì anh chị sẽ cài đặt như sau. Thì cái này là em đang để chế độ là không giữ tải nè. Anh chị mở tắt nguồn mở lên thì cho dù đang có tải trên cân đi chăng nữa thì cân vẫn lấy điểm zero. Rồi để mà cài đặt cái chức năng giữ tải, anh chị tắt nguồn giùm em, nhấn giữ phím enter. Vậy mở nguồn lên, nhấn giữ luôn phím enter ha. Rồi khi mà cân hiện set, cân sẽ nhảy F01. Anh chị nhấn enter cho nó lên F 07 giúp em. Đó. Hiện tại là F07 là đang là 0, nó sẽ không giữ tải. Còn anh chị nếu mà muốn giữ tải là anh chị nhấn phím GrossNet đây. Thì cân nó sẽ hiện là F07 là 1, là cân sẽ giữ tải. Anh chị nhấn phím Enter nữa. Nhấn phím Enter mấy lần đó, thì cân sẽ tự khởi động lại. Rồi bây giờ anh chị bắt đầu bỏ tải lên. Hiện tại cân lên là 310 kg. Rồi bây giờ em sẽ tắt nguồn. Rồi mình mở nguồn lên, cân ở trên vẫn là 310 kg ha. Đó, anh chị thấy không, nó sẽ giữ lại cái tải cho mình, nó sẽ không lấy điểm zero khi mà mình tắt nguồn mở cân lên nữa. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video ạ.